Thưa quý vị, trong đêm nay và ngày mai, khối không khí lạnh tiếp tục dồn xuống, khiến cho nền nhiệt toàn Bắc Bộ có xu hướng giảm nhẹ. Các tỉnh vùng núi vẫn là khu vực rét nhất, nhiệt độ đêm chỉ từ 11 tới 13 độ. Tại khu vực Trung Du, mức nhiệt từ 14 đến 15 độ. Còn ở khu vực Đồng Bằng và thủ đô Hà Nội, nhiệt độ sẽ nhỉnh hơn ở mức từ 16 độ. Sang đến ngày mai, ngoài khối không khí lạnh, miền Bắc còn có thêm tác động của một đới gió Tây Bắc trên cao. Dưới tác động của đới gió khô này, Bắc Bộ sẽ chuyển sang trạng thái ít mây, trời nắng. Nhiệt trưa chiều mai tăng hơn khoảng từ 2 đến 3 độ so với buổi sáng, nhưng hầu hết vẫn ở dưới ngưỡng 20 độ. Sau đó, từ đêm mai trở đi, dưới tầng thấp, khí lạnh vẫn tăng cường thêm xuống nước ta, cộng thêm với trạng thái ít mây nên nền nhiệt đêm ở miền Bắc sẽ giảm mạnh. Nhiều nơi vùng núi có khả năng nhiệt độ xuống dưới mức 10 độ, trời buốt giá. Khối không khí lạnh liên tục tăng cường, đồng nghĩa những cơn mưa ở miền Trung vẫn tiếp tục kéo dài. Trong đêm nay và ngày mai, dọc các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh trở vào tới phần phía bắc của tỉnh Bình Định vẫn có mưa, mưa rào, với lượng mưa phổ biến từ 5-10mm. Riêng khu vực Quảng Trị, Quảng Nam, cục bộ có những nơi mưa lớn hơn, nhưng cũng chỉ từ 10-20mm. Những cơn mưa này không gây nguy cơ sạt lở hay ngập úng, nhưng nó cũng sẽ làm cho nền nhiệt miền Trung ngày mai thấp. Tại các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ chỉ từ 19 đến 22 độ, trời tiếp tục rét kéo dài. Trong khi ở khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Định, với mức nhiệt từ 25 đến 27 độ, trời cũng chuyển lạnh ban ngày và rét nhẹ về đêm và sáng. Còn với khu vực từ Phú Yên trở vào đến Bình Thuận, trời nắng ráo, nền nhiệt ngày cao từ 28 đến 31 độ. Miền Nam, thời tiết đang trong những ngày nắng ấm, báo hiệu mùa khô đang đến. Trong đêm nay và ngày mai, Nam Bộ hầu như không còn mưa, còn ở Tây Nguyên thì mưa cũng chỉ còn xuất hiện vài nơi ở khu vực phía đông của Kon Tum và Gia Lai. Sang đến ngày mai, cả Tây Nguyên và Nam Bộ đều có nắng, nhưng ở Tây Nguyên cường độ nắng vừa phải nên nhiệt độ khá dễ chịu, chỉ trong khoảng từ 28 đến 30 độ, trong khi ở khu vực Nam Bộ nắng mạnh hơn nên nhiệt độ cũng cao hơn và duy trì trong khoảng từ 32 đến 33 độ. Trên biển, dưới tác động của các đợt không khí lạnh liên tục được tăng cường, hầu khắp các khu vực biển của nước ta đều có gió mạnh. Với khu vực Vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Tây, khu vực Nam Biển Đông, vùng biển phía Tây huyện đảo Trường Sa có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, sóng biển cao từ 2 tới 4 mét khiến cho biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, vùng biển phía Tây của khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 tới 4m50 khiến cho biển động. Khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 tới 5m khiến cho biển động mạnh.